đấy có bao nhiêu? 19. Cả lớp hiểu chưa? Thì ghi vào đấy là 19. Đúng rồi, ghi 19 và ghi được lúc mà cô Catherine ghi vào này. So you can also do it this way. We'll have 20, so not now, so you can say 20. That's what he will have. 20 minus how many? 1. Awesome. 20 minus 1 equals what? 19. 19. Excellent. 19. 19. So right now.